Những sự thật mà bạn chưa biết về cô dâu 8 tuổi. Phim chắc chắn không còn xa lạ với chúng ta về độ dài khủng khiếp của nó. Bạn phải mất ít nhất là 3 năm để xem hết bộ phim này. Dựa trên một câu chuyện có thật. Phim là câu chuyện có thực kể về cuộc đời của cô bé Anandi, kết hôn khi mới 8 tuổi cùng một cậu bé bằng tuổi mình. Anandi phải đánh mất tuổi thơ và phải chấp nhận thích nghi với cuộc sống mới, với tư cách là một người bạn, người tình và sau đó trở thành người vợ. Bộ phim từng bị cấm phát sóng và gây ra nhiều tranh cãi. Năm 2008, phim từng bị Quốc hội Ấn Độ cấm phát sóng trên toàn quốc nhưng được chiếu trở lại do làn sóng phản đối mạnh mẽ của công chúng. Hơn một năm sau khi phát sóng, Cô Dâu 8 tuổi trở thành một trong những chương trình nóng, được bàn tán nhiều nhất và trực tiếp giúp Colors TV trở thành kênh truyền hình cáp được xem nhiều nhất ở Ấn Độ. Mẹ của biên kịch cũng là nạn nhân của nàng tảo hôn. Giải thích cho lý do chấp bút cho một kịch bản có nội dung nhạy cảm, sách A, biên kịch của bộ phim nói rằng, với tôi đó là một vấn nạn thực sự. Tôi đã chứng kiến nhiều đứa trẻ ngơ ngác trong những đám cưới, mẹ tôi cũng đã phải kết hôn khi mới 15 tuổi. Hiện tại chưa có một ai trong làng điện ảnh tiếp cận một cách nghiêm túc với vấn nạn này. Cho đến nay, Cô Dâu 8 tuổi phần 1 không chỉ chinh phục khán giả trong nước mà còn thu hút được một lượng lớn khán giả ngoài nước, đặc biệt là châu Á. Tiếp nối cho sự thành công đó, Cô Dâu 8 tuổi mùa 2 sẽ chính thức trở lại vào tháng 6 này và hứa hẹn sẽ dài hơn mùa 1.